bay mưa ngâu, chim quanh du bay đến chùa dâng lễ Phật. Ngày rằm tháng bảy du lan, em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật. Ngày rằm tháng bảy mưa ngâu, em mang hương hoa đến chùa dâng lễ Phật. Trầm hương thơm ngát mười phương, chăm tay tâm niệm Nam Mô Đại Hiếu Đức Mục Kiền Liên. Lửa thiền đốt cháy nghiệp chướng quang khiên, để mang lành trăng tòa ánh chân như chuông bát chánh giang lời sám nguyện. Thành tâm con cầu xin chẳng từ tôn. Lễ hội Vu Lan không còn nằm trong khuôn khổ ý nghĩa tôn giáo thuần túy, mà trở thành lễ hội thiêng liêng của nhân loại, lễ hội của tri ân và báo ân. Đây là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người con Phật. Vu Lan là ngày hội của tình người, ngày hội mà tất cả những người con đều cùng chung một niềm tri ân vô hạn, ngày hội cho ta quay về ôn lại lịch sử, nhớ gương hiếu hạnh của người xưa, và nhắc nhở cho chúng ta phải biết rằng trên thân này đang mang nặng thâm ân của đất trời và tinh cha huyết mẹ của nhiều đời ban tặng. Phải biết rằng trong dòng máu của chúng ta vẫn chảy theo ngày đêm của dòng sử dân tộc và đạo pháp. Chiều hôm nay tại đạo tràng tu viện Tịnh Đồ, chúng con hương trầm hòa quyện với hương lòng hiếu hạnh của bao người con đang mang mát hướng về hoài niệm hai đấng sinh thành cha và mẹ. Đó cũng là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Có lẽ sự trân trọng nhất, niềm vui mừng nhất đối với Thượng Tọa trụ trì cùng toàn thể đạo tràng tu viện Trí Tịnh chúng con là sự quan lâm của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong niềm hiếu kính, trong niềm vui tôn kính vô biên của chúng con. Và giờ phút thiêng liêng này xin được cung kính giới thiệu, chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Truyền Như, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Philadelphia. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Hải Thông, trụ trì Chùa Linh Mục, Philadelphia. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Tuệ Pháp, trụ trì Thiền Viện Thanh Từ đến từ New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Giác Độ, trụ trì Chùa Giác Nguyên đến từ New Jersey. Và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Từ Trung, trụ trì Chùa Niết Bàn, Vợ Chia Nhà. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Từ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phúc, New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Tuyền, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Sơn đến từ New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Lệ Trí đến từ Naraford. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Đăng, trú xứ Thiền Viện Thanh Từ, New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Giác Chính, trú xứ Thiền Viện Thanh Từ đến từ New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni trưởng Đạo Hiệu Thích Nữ Ngôn Niên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Mỹ đến từ New Jersey. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nhật Hồng, trụ trì Chùa Quan Âm, Philadelphia. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Đồng Nhuận, trụ trì Chơn Như Thiền Thất. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư cô Khánh Thiện đến từ Đà Lạt. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư cô Huệ Phương, trụ trì Chùa Phật Tâm, Anaheim, California. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư cô Liên Như, trú xứ tu viện Đức Mẹ Hiền. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư cô Thích Nữ Hiếu Nghĩa, trú xứ chùa Linh Quang. Và đặc biệt, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Hoàng Tính,
trụ trì Tu viện Trí Tình, trưởng ban tổ chức buổi lễ chiều hôm nay. Và một điều đặc biệt hơn cả, chúng tôi xin được giới thiệu toàn thể quý Phật tử đến từ tất cả các tiểu bang Philadelphia, New Jersey, và chi nhà và tất cả các nơi, quý vị cùng đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức và những thời giờ quý báu của mình đến đây. Quý vị là một trong những bông hoa của vườn hoa hiếu hạnh ngày hôm nay, làm cho Tu viện Trí Tình chúng ta thêm được phần hương sắc hiếu hạnh. Xin được trân trọng đồng giới thiệu chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý thiện nam Phật tử gần xa, hôm nay trong không khí trang nghiêm tràn ngập tình thương yêu, ngày Vu Lan báo hiếu tưởng nhớ đến thâm ân cha mẹ hiện tiền, cũng như cha mẹ nhiều đời, cũng là ngày xá tội phong nhân, ngày sung của Phật giáo, ngày Vu Lan thánh hồi, ngày chư tôn tình đức tăng ni được tăng trưởng hạ lạc. Trong niềm hân hỷ phân hoan này, đạo tràng Tu viện chúng con đã được đảnh lễ cung nghinh sự quan lâm chứng minh của chư tôn tình đức tăng ni. Buổi lễ tại đạo tràng Tu viện hôm nay được trang nghiêm long trọng và thành tựu ý nghĩa của ngày đại lễ Vu Lan hôm nay là nhờ ân đức chứng minh hộ niệm của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư đại đức ni, cũng như sự hộ trì của quý nam nữ Phật tử xa gần. Chúng con xin bái tạ thâm ân công đức của chư tôn tình đức tăng ni nhị bồ, xin cảm ơn công đức toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn tình đức tăng ni pháp thể tương an, chúng sanh vị độ, Phật quả chóng viên thành. Nguyện quý ngài luôn khỏe mạnh để là bóng cây che chở cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Kính cầu nguyện ân tam bảo ban phúc lành cho quý nam nữ Phật tử luôn được khỏe mạnh, bình an, gia đình được hạnh phúc, đạo tâm luôn tăng trưởng để hộ trì Phật pháp. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng Ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
giới cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2023. Tại tu viện Trí Tịnh, trụ trì tỳ kheo Thích Hoàng Tịnh, đồng toàn thể thiền nam tín nữ thập phương bổn đạo trụ tại tiểu bang New Jersey, đất nước Hoa Kỳ, thiệt lễ Vu Lan Thắng Hội, ngưỡng nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Phụ Thuần Quốc Thái Dân An, toàn thể đạo tràng nội dưỡng ngoại dưỡng sở báo dưỡng nhĩ tiệm tiêu á cửu ác ma nhi biện lì, Nam mô trung thiên điều ngự vô thượng y vương bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh, Nam mô Vu Lan Thắng Hội Phật Bồ Tát tác đại chứng minh. Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh ngày lễ hội Vu Lan, ngày chư tăng tự tứ, và cũng là ngày cho những ai muốn báo đền ơn sâu nghĩa trọng, đặc biệt là ơn sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Chính vì vậy, hàng Phật tử chúng con câu hội về trụ viện Trí Tịnh tiểu bang New Jersey để nói lên những tâm tình đối với các bậc làm cha làm mẹ. Bản thân chúng con vì nhân duyên đưa đẩy mà trở thành người xa xứ, xa cha, xa mẹ và xa những người thân yêu, nên chúng con cũng chất chứa bao niềm thương nỗi nhớ. Nhớ ngài ra đi, cha tiễn con với đôi mắt ngấn lệ, còn mẹ thì sụt sùi nước mắt chan cơm, dẫu biết rằng con ra đi sẽ có ngày trở lại. Thế nhưng sau hai dòng lệ vẫn tuôn chảy khô nguôi, bởi vì chuyến đi ấy đã từ quê hương mang theo bao hoài bão, ước mong và hy vọng. May mắn thay, cuộc đời chúng con được gặp Phật Pháp, được có cơ hội nói lên tấm lòng và sự hối lỗi của mình đối với mẹ và cha. Giờ đây trước Phật Đài, trước sự chứng minh của chư tôn hiền đức Tăng Ni, chúng con xin được nói lên rằng tình thương của người dành cho con muôn đời vẫn thế, vẫn ngút ngàn như núi Thái và dạt dào như biển khơi. Con rất lo sợ một ngày kia cha mẹ sẽ không còn, những gì con muốn làm sẽ không còn kịp nữa. Vì vậy hôm nay, ngay giây phút này, cha mẹ hãy cho chúng con được sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã vô tình làm cha mẹ tổn thương. Chúng con nguyện sẽ sống tốt, sống thiện lành để đem công đức hồi hướng cho cha mẹ. Nếu còn sống thì được bình an, mạnh khỏe,
và hết lòng tịnh sầu vào ba ngôi Tam Bảo. Còn nếu đã quá cố thì được siêu thăng về cảnh giới Cực Lạc an vui. Nguyện cho trên cuộc đời này mỗi người con, người cháu mãi luôn là những bồng hòa hiếu hạnh để dâng tặng lên ông bà, cha mẹ tổ tiên. Và xin những ai đang còn cha, còn mẹ, hãy trân quý những giây phút hiện tại, làm tất cả những gì có thể cho cha mẹ vui lòng và hạnh phúc khi cào lên ngực đó hồng màu đỏ thắm, màu đỏ của trái tim yêu thương, hiểu biết và giữ gìn. Còn nếu ai trong chúng ta bất hạnh không còn cha mẹ hiện hữu trên cõi đời, thì xin hãy lặng lẽ cài lên ngực một đoá hoa hồng màu trắng, thầm hướng nguyện về người bằng tất cả tình yêu thương và cao cả nhất. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Đêm nay đường soi đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ cho vui, những lời nồng nàn trong nói sẽ theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp chưa vơi. Gian qua vô tình không nghĩ tới, phận làm con hiểu nghĩa đã chưa cho mẹ buồn con. Có bao giờ con biết con xin lỗi mẹ, tha thứ cho con. Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vạn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ thì vui tuy đời không thuận ý, mình ngon mẹ nhìn hơi ấm cha con. Không có mẹ thì mình người mẹ khổ không? Từ ngày mang thai cho đến ngày nuôi lớn, đều là mẹ nó. Thì sao bây giờ mình còn mẹ? Thì mẹ săn sóc mẹ, nuôi mẹ, hỏi mẹ có buồn không? Có thua chịu thiếu gì không? Những cái đó là cái thực tế nhất. Mẹ còn thì con hạnh phúc, mẹ thương, con đau buồn. Đó là ngày xưa nay như vậy. Cầu mong tất cả những ai còn mẹ để luôn luôn thăm hỏi, săn sóc và giúp đỡ. Thứ hai là cha. Đã không có mẹ thì không có cha, mà có mẹ thì phải có cha. Thì mẹ cha là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Mười phương chư Phật bảo rằng không có cha mẹ là không có Phật. Tụi cô nhớ rằng có cha mẹ mới có Phật. Cho nên tụi con thương lo cha mẹ trước, vậy cái thứ hai thì mới lo cho bản thân mình. Ai cũng vậy thôi. Và chúng mong rằng mọi người đều nhớ thương cha mẹ, săn sóc cha mẹ khi cha mẹ còn tại thế. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Cháu thương lội sớm mai vai ngày, mẹ già lá xanh xa cây lờ đâu lá rụng, tội này gắn sao. Mẹ ơi sông biển dạn dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu
bóng hiếu giữa trời bao la, cho con gắn lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gắn lại mẹ già, để sau người gắn chính là con. Lời bái bạch trước thượng tòa chư đạo đức tăng ni, hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nhân mùa Vu Lan Bảo Hiểu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạc, và cũng là mùa xã hội công dân hòa trong niềm vui chung của người con Phật. Đối trước pháp thể chư tôn đức, chúng con đầu thành lãnh lễ xin ác bạch. Có những chiều thu nhặt lá vàng, nghe lòng tràn ngập nỗi miên man, chẳng nhớ âm sâu tình mang mạng, ôi lòng cha mẹ gửi thanh thang. Kính bạch chư tôn thiện đức, mỗi khi những làn gió thu thổi về, đất trời nhuộm màu quang sang, nhìn từng chiếc lá vàng đến đọc đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận, mùa Vu Lan lại đến, vang vọng trong nỗi lòng của một người con dân Việt Nam. Ngày rằm tháng bảy đã trở về, đã trở thành ngày truyền thống trong nhân gian, ngày của những người con hiểu hạnh hướng về các đấng sinh thành dưỡng dục ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị địa mối đã tạo nên giang sơn đóng góp nòi giống quê hương mình. Riêng người Phật tử tại gia là ngày hồi lớn có mùa bảo hiểu ngày Vu Lan. Kính bạch trên quý ngài, với tinh thần thấm nhuần giáo lý Phật Đà của hàng Phật tử tại tu viện Chí Tịnh, về tinh thần hiếu đạo cũng giống như tri ân tứ trọng ân của hàng Phật tử tại gia nhân mùa Vu Lan báo hiếu tại tu viện Chí Tịnh, Phật tử sắm sửa trai viên, trước dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, sau cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng ni, ngưỡng nguyện đem phước lành này hồi hướng cho cha mẹ còn hiện tiền được tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sinh vào cảnh giới an lành. Giờ này chư tôn thiện đức đã hoan hỷ chứng minh nạp thọ, ngưỡng nguyện giờ phước lành này quý vị sẽ đoàn được như ý nguyện. Quý vị đứng vậy, đứng dậy lễ Phật lễ tổ chứng minh cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát.